Kính thưa quý thính giả, trong chương trình sáng ngày hôm nay chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia sẽ cùng tham gia cuộc hội luận. Và thưa anh Thắng, thì bây giờ chúng ta nói một chút về cái vận động cho cái luật nhân quyền Việt Nam SR 3001. Thưa anh Thắng, thì đầu tháng 5 thì dân biểu Christopher Mitz cũng đã đưa vào Hạ viện cái dự thảo luật nhân quyền Việt Nam. Thì anh có thể chia sẻ với quý đồng hương về những cái tin tức mới về cái dự luật này thưa anh Thắng? Qua cuộc tổng vận động vừa rồi vào tháng 7 nó trùng khớp với lại hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế đó, ngày 13 đến ngày 15 thì chúng tôi có tổ chức những cái chuyến tiếp xúc với lại các cái dân biểu ở Hạ viện Hoa Kỳ, những phái đoàn người Việt và những phái đoàn mà nhân viên hoặc là tình nguyện viên không phải là người Việt của BPSOS đến gặp trực tiếp các cái nhân viên lập pháp hoặc là gặp theo cái phương tiện trực tuyến. Đồng thời ngay tại cái hội nghị chúng tôi đã thu thập các chữ ký, và hiện nay thì chúng tôi có khoảng 60 chữ ký của các tổ chức khác nhau và của những nhân sĩ mà đi dự hội nghị đó, tổ chức người Việt, rất nhiều những người không phải là Việt Nam, những tổ chức lớn. Chúng tôi có 5 em sinh viên người Mỹ không phải người Việt ở tại văn phòng Atlanta chúng tôi của BPSOS, đó là chương trình thực tập mùa hè. Có một văn phòng luật ở địa phương đã tài trợ 5 em này làm việc 2 tháng, và các em này đã gửi đầy đủ cho 435 vị dân biểu ở tại Hạ viện Hoa Kỳ cái văn thư chung yêu cầu yểm trợ ủng hộ cho cái dự luật. Thì hiện nay chúng tôi đã có đến 22 vị dân biểu đồng bảo trợ. Cái mục tiêu của chúng tôi là 50, rồi tới cuối tháng 9 là phải đạt được 50 để rồi đưa ra Hạ viện biểu quyết sớm. Thì chúng tôi đã được 22, và mới tối hôm qua tôi lại được tin tức là có thêm một vị dân biểu nữa ở tại Oklahoma, do cộng đồng người Việt ở Oklahoma City đã vận động là coi như 23 vị dân biểu. Chưa kể ông Christopher Smith là tác giả là 24, chúng tôi gần như đạt được một nửa mục tiêu. Nhưng mà cái điều đã chú ý là từ ngày 16 trở đi, tức là sau cái hội nghị đó, do cái nỗ lực vận động hàng loạt như vậy mà chúng tôi đã có được, bây giờ là 13 rồi, vị dân biểu trong số 23 vị dân biểu tổng cộng cho tới ngày hôm nay đã ký tên đồng bảo trợ. Tức là có nghĩa là không chỉ ủng hộ mà sẽ còn đi vận động đồng viện của mình ủng hộ bỏ phiếu cho cái đạo luật này khi mà được đưa ra biểu quyết ở tại cái gọi là ủy ban đối ngoại, và sau đó ở tại toàn thể Hạ viện. Khi mà thông qua hết rồi, tôi sẽ vận động đẩy mạnh ở tại Thượng viện. Hy vọng là năm nay chúng tôi có thể vận động sớm để mà cái đạo luật được thông qua trước cuối năm, để chúng ta còn gần như là nguyên một năm 2022 để vận động trên Thượng viện, thưa anh. Thì đấy là nó cho thấy rằng khi mà chúng ta quyết tâm ở mọi nơi đồng loạt thì chúng ta đạt được những cái thành quả rất lớn, rất rõ rệt. Chúng tôi cầu mong rằng cộng đồng người Việt của mình ở khắp nơi cũng làm tương tự như ở tại Atlanta, như ở tại Oklahoma City, như là ở tại Dallas Fort Worth, là lập ra những phái đoàn vận động với lại dân biểu của mình. Nó tương đối dễ, bởi bây giờ không cần phải đi đến tận nơi, đến tận văn phòng mà có thể họp trực tuyến với lại các cái nhân viên lập pháp của họ, thưa anh. Nhưng mà thưa anh Thắng, thì qua những cái lần vận động trước á, và cũng như là những khó khăn cản trở để mà cái dự luật này có thể thông qua cả Hạ viện lẫn Thượng viện là gì thưa anh? Cái gì nó đã ngăn cho cái dự luật này không có được thông qua thưa anh Thắng? Nó có 3 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố thời gian vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta vận động kéo dài mọi năm trước, nó phải đến gần như là cuối cái năm thứ hai, bởi mỗi nhiệm kỳ quốc hội có 2 năm. Nếu như không thông qua được cái dự thảo luật trong vòng 2 năm đó, trong cái nhiệm kỳ đó, thì tự động coi như nó chết đi, và qua cái nhiệm kỳ sau lại phải khởi sự từ đầu. Nhiều khi là lúc mà đưa vào Hạ viện cái dự thảo luật nó quá trễ, không còn nhiều thời gian, nên lại phải mất đến qua cái năm thứ hai của cùng cái nhiệm kỳ đó thì mới bắt đầu vận động được. Và khi mà được thông qua Hạ viện rồi đó, thì 4 lần đã thông qua rồi, không còn thời gian để đưa lên Thượng viện. Lý do thứ hai đó, trước đây có một số người ở một số vị thượng nghị sĩ mà rất là quyền lực, họ đã chặn lại ở Thượng viện, bởi theo cái thể thức của Thượng viện đó, chỉ cần một vị thượng nghị sĩ ở trong cái ủy ban đối ngoại, nếu như mà họ chặn lại thì coi như là không được đưa ra để mà tranh luận nữa, mà không có tranh luận thì không thể biểu quyết. Đã có những đợt mà đã bị chặn lại. Và cái thứ ba đó là thiếu cái sự hưởng ứng đồng loạt của người Việt chúng ta, thành ra cái việc mà chúng tôi phải đi vận động nó rất lâu. Nếu như chúng ta có rất nhiều những cái tổ chức, những cá nhân, những cái nhóm trong cộng đồng đồng loạt cùng nhau vận động đó, thì đồng loạt tất cả vị dân biểu đều được nhắc nhở bởi cử tri của mình, thì cái bước đi nó sẽ nhanh hơn. Ngay năm nay cũng vậy, chúng tôi có nhắc đến là phải lấy chữ ký của những cái tổ chức không phải của người Việt. Tự người Việt đến giờ này vẫn hình như chưa quen công thức đi vận động các cái giới chức đại diện cho mình, cử tri đó. Thành ra chúng tôi phải vận động thêm tổ chức người Mỹ và những cái tổ chức của những sắc dân khác, sắc dân Miến Điện chẳng hạn, sắc dân người Hoa chẳng hạn, sắc dân Ấn Độ chẳng hạn, họ cũng yểm trợ cho chúng tôi.
Thì tôi phải nương tựa những người không phải là Việt Nam nếu mà muốn đi nhanh. Cái đó là cái điều rất là đáng tiếc. Đây là cái luật nhân quyền cho Việt Nam, nó có tác dụng tích cực cho đất nước của mình, cho đồng bào của mình. Những tù nhân lương tâm, nó có một điều khoản ở trong đó cho những nạn nhân buôn người, cho những cái tôn giáo nói chung vân vân. Nhưng mà người Việt mình chưa có huy động nhau được đúng mức để mà vận động cho cái đạo luật này, thì nó có ba cái trở ngại đó. Thì tôi đang tìm nhiều cách để mà tháo gỡ những trở ngại đó cho thôi thưa anh. Dạ vâng, xin kính chúc cho tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một buổi sáng thân như bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những lần hội thoại lần tới. Xin kính chào anh.